Mình có sở thích gì thì có những hội nhóm bạn bè trên Facebook bên ngoài như thế. Mình tạo nhiều nghiệp thiện thì mình sẽ có nhiều từ trường thiện tương ưng. Nhưng mà mình vẫn còn bị chi phối bởi âm dương, chi phối bởi nhân quả, không gì thoát khỏi nhân quả. Nghiệp là gì và cách vận hành của tám thức? Biết được cách vận hành của tâm tư, chúng ta chọn pháp môn tu sửa. Trước là giảm nghiệp, sau là chuyển nghiệp, cuối là dứt nghiệp. Vì nghiệp hết, phước mới đến. Cung tình cảm kém và đến như hiện tại bây giờ mình không có phước tình cảm. Nếu mà mình tìm được một đối tượng mà mình an vui tự tại mà mình không mong cầu, ít nhiều gì mình cũng có được một tí. Phước này vẫn là từ đời trước. Phước này do nghiệp đời trước và nghiệp đời này, nghiệp thì có thiện và ác. Nên mới nói là mình làm nhiều, mình tích lũy nhiều thì nó sẽ vào một cái kho chứa của mình. Đi về cái con đường nào do mình tích lũy, không ai lôi kéo, không ông trời nào ban cho mình cả. Thế thì nghiệp của mình như thế nào, nó liên quan đến cái số mệnh, họa phước liên quan đến số mệnh và liên quan đến nghiệp. Và mình không thoát khỏi được tại vì mình bị chi phối bởi âm dương. Như là, em chưa hiểu cái chỗ âm dương này. Âm dương là vạn vật trong cuộc sống. Trên trái đất, trên đời này. Ngày đêm, sáng tối, nóng lạnh, đời nói. Mình bị chi phối với âm dương. Mình thích, giả dụ mình thích xe cộ, xe mình vừa đẹp, mình đi ra đường trời mưa sình giăng cái mình quạo. Mình dán cái xe đẹp mà người ta nói là xe mà ai đi dán kêu là mình bị âm dương. Trừ khi mình có công phu hoặc là đại tu hành thì mình không còn bị chi phối nữa. Người ta khen, người ta chê, mình cũng dạ. Đó là không bị. Nhưng mà mình vẫn bị là do cái nghiệp lực, do cái thức thứ bảy và do cái số mệnh của mình, nên mình bị chi phối. Mình có học bao nhiêu, mình có dùng bao nhiêu phong thủy, mình giỏi lắm, nó lên được 2 đến 3 phần tốt là cùng. Tại vì mình bị chi phối bởi âm dương, mình bị chi phối bởi nhân quả, nên nó mãi trong cái vòng này. Đến khi nào mà thực sự mong muốn thay đổi vận mệnh thì vẫn là con đường duy nhất là tu. Tu hành là tu sửa hành vi, lấy đời sống hành vi hàng ngày ra sửa đổi. Đọc, nghe, gặp, đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh, gặp thiện tri thức. Ngồi pháp học, ngồi thiền là pháp hành. Ngồi thiền giúp cho cái thức thứ bảy nó sáng lên. Thì bây giờ nhắc lại, đây là một cái chương mới. Chương này là chương giảm nghiệp. Mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân. Mắt thích nhìn đẹp, tai thích nghe lời ngon ngọt, mũi thích nếm ngửi mùi thơm, lưỡi thích nếm vị ngọt, thân thích xúc chạm mấy mái. Ngủ trên chiếc nệm mình quen rồi, ngủ cái khác không quen. Thì nhắc lại là năm cái thức này nó chỉ có chức năng là nó copy, nó không có chức năng phân biệt. Người ta mắng mình không hiểu tiếng Tây tiếng Tàu, mình không giận. Hồi xưa mẹ mình mắng mình giận, mà bây giờ mình hiểu rồi, mẹ mình lo cho mình, mẹ mình mắng mình không giận nữa, do cái này nó sáng lên. Thế thì năm cái thức này nó chịu lệ thuộc bởi ý thức. Ý thức nó kết hợp với năm thức này để nó phân tích và tư duy. Nếu mà mình mất một trong năm cái này, mình bị bệnh đi, cái mũi cái lưỡi của mình khác, mình mất một trong năm cái này thì cái ý thức này nó rất là khó để tưởng tượng được ra một cái sự việc gì đó. Như là hàng ngày nó sẽ phụ thuộc. Đây là năm cái căn của cái này. Phải có cái này thì cái này nó mới hoạt động được. Năm cái thức này là năm cái thức hữu hình. Ba cái thức này là ba cái thức vô hình. Tám cái thức này là cách vận hành tâm tư của mình trong duy thức học mà mình không hề biết. Mình tìm hiểu pháp thế gian, học hành như thế nào, kiếm tiền như thế nào, mà mình không biết cách vận hành tâm tư của mình như thế nào. Coi như là mình không có nhiều cơ hội chiến thắng để có cuộc sống tự tại. Sáu thức này nó bị quản bởi thức thứ bảy là thức mạt na. Mạt na là chấp ngã. Thức thứ bảy có thể gọi là một cái tên khác là thức truyền tống, là nó kết nối sáu cái này và cái thức thứ tám. Nhưng mà nó coi cái thức thứ tám là của nó luôn, nó chặn lại luôn. Tất cả những cái hành động tạo tác chủng tử hạt giống đều đi một chiều vô đây hết.
khó lấy ra được những cái gì tốt đẹp. Khi mình ngủ thì 5-6 cái thức này nó tắt điện. Khi mà mình xỉu thì 7 thức này nó tắt điện. Khi mình ngủ hoặc mình qua đời thì những cái hạt giống trong cái kho chứa A lại gia thức, tàn thức, tạng thức, siêu thức, nó chứa những hạt giống trong nhiều kiếp sống của mình. Nó không mất đi. Ví dụ như chiếc máy tính này, nó đang tắt nhưng dữ liệu nó vẫn còn trong đó. Nếu mà bây giờ hỏi chị Thanh bây giờ và chị Thanh 15 năm trước có giống nhau không? Về tâm tư không giống nhau, về thể chất cũng không giống nhau. Thì tại vì mọi tế bào của mình đều biến dịch sinh tử, nó thay đổi hoàn toàn, không có gì là của mình cả. Mình tạm hiểu là 6 cái thức này nó chỉ có chức năng là nó copy nội dung, nó đưa vào bên trong. Chấp ngã do cái thức này. Thức thứ 7, nó mê nó là thức chấp ngã, nó tỉnh nó là thức tư duy. Bây giờ nó là tôi phải như vậy, tôi phải như cái kia à, mình có anh em, mình muốn giúp anh em mà giúp hoài họ vẫn không thay đổi được. Đôi khi họ mê lầm mà họ không biết, mà mình do tình cảm mình cũng bị mê lầm luôn. Mình bị mê lầm, mình cho rằng mình đã làm hết sức mà tại sao sự việc nó không thay đổi. Thế thì cái ngã của mình lúc đó rất là cao. Thì bây giờ mình nói là vạn vật không có cái gì đứng độc lập một mình nó. Cái bàn thì tất cả những cái hợp lại mới là cái bàn. Cái nhà thì tất cả nhiều cái duyên hợp lại thành cái nhà. Thân của mình là thân tứ đại, đất nước gió lửa. Có thân tứ đại mới sinh ra ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thân tứ đại đất nước gió lửa, nóng quá mà lạnh không kịp là sốt. Thì bốn chất này không chất nào làm chủ. Vạn vật không có, nói đúng theo danh từ Phật pháp là không có chủ tể. Nói theo đơn giản hơn là không có cái ngã. Nói trực tiếp là không có cái tôi, không có cái cá biệt. Tất cả là do duyên hợp tạm mà có. Nên mình nói là tôi cố gắng hết sức mà tại sao không được như vậy, không được như thế kia, là mình ảo tưởng do thức thứ bảy nó tạo ra. Ngồi thiền là phương pháp và làm cho giảm đi cái chấp ngã. Thế thì nên mới nói là vô ngã, là không có cái ngã. Cái nhà này là quán trọ của thân. Cái thân tứ đại này là quán trọ của thần thức. Thế thì tất cả do duyên nó hợp, do duyên nó sanh thì đều là tạm có. Mình hiểu được tất cả là do cái sự xoay vần của vạn vật nên gọi là vô thường. Mình làm có tiền rồi sẽ mất tiền à, nó theo một cái vòng nước, nó bốc hơi, nó lên trời, nó thành mây, nó rơi xuống nước, vòng luân hồi. Nên mình hiểu được vô thường và vô ngã, từ từ mình chấp nhận trong cuộc sống. Đến một giai đoạn mà mình không còn phiền não thì mới gọi là niết bàn. Bây giờ mình hỏi là cái cách vận hành tâm tư này của mình, ngồi thiền và tích lũy những hạt giống lành trong kinh vào cái kho chứa thì giúp cái này nó sáng lên. Mình dễ ăn vui tự tại, không còn giận hờn. Tất cả những gì mình thấy được là những cái vở kịch, những ảo ảnh. TV mình xem một hình 24 khung hình, đâu có thật, mắt mình không nhìn theo kịp. Người ta đấu tranh, người ta tranh giành với nhau, mình mà nhào vô cái vở kịch đó là mình bị khuấy bởi một cái từ trường tiêu cực. Thế thì tất cả là những vở diễn, mình dành hết tâm tư vào cái đối tượng nào đó, nhưng mà đừng có để tâm trí đặt lại cái nơi đó. Dứt thân, dứt sự, dứt việc, nhưng mà không nên để tâm tư của mình vào cái câu chuyện đó. Là mình được ăn vui tự tại. Nếu mà bình thường trước đây mắt tai mũi lưỡi miệng thân của mình nó là năm con ma bên trong, tứ ma ngũ ám ma là năm con ma bên trong đó, thì thích nhìn đẹp à, hôm đó bị mặt bị mụn nhìn xấu quạo, người ta nghe khen hôm đó vô xếp la cái quạo, thì năm con ma bên trong mình chưa điều phục được thì mình sẽ sinh ra phiền não. Hai con ma này là hai con ma bên trong. Thích ăn ngon phải ăn chỗ đó mới được, ăn chay phải ăn vầy mới được. Thì hai con ma bên trong, mình không khéo thì con ma bên ngoài là thiên ma, là những cám dỗ bên ngoài đưa tới. Nó lôi kéo, nó dụ dỗ bạn bè biết mình còn thích cái món đó đó. Mình lướt Facebook, Facebook nó cũng biết mình
thích cái đó đó. Nó dụ dỗ mình không kiềm chế được là mình dính chuyển. Mà khi mà ngủ ấm ma và phiền não ma mà nó sinh á, thì mình tạo ra cái nghiệp. Tạo nghiệp thì nó sẽ có báo. Nó đi thêm một cái vòng, thế thì cuối cùng mình vẫn là phiền não. Mình mà điều phục được cái thức thứ bảy, giúp cho thôi ăn cái đó không được, đi ăn chỗ khác, ngủ chỗ này không được, ngủ chỗ khác. Mình điều phục được hai cái con ma bên trong thì 100 con ma bên ngoài nó cũng không cám dỗ được mình. Là chỉ tứ ma trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cuối cùng là tử ma, ai rồi cũng phải rời cái thân này mà đi. Đọc sách thánh hiền, nghe giảng kinh, gặp thiện tri thức là pháp học, ngồi thiền là pháp quán. Một thời gian sau mình mới mong giảm nghiệp. Giảm cái gì? Giảm nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Giảm đi si mê thì mình sẽ bất tham. Bất tham thì mình sẽ không sân. Không sân thì mình sẽ không có tuôn ra miệng và thân là hành động. Thì đó là cái phương pháp giảm nghiệp chứ chưa được chuyển nghiệp. Chừng nào mà mình trong 10 cái nghiệp này mà mình làm lành á, mới gọi là chuyển nghiệp. Còn chừng nào mà mình ở một cái bậc đại tu hành thì mình mới gọi là dứt nghiệp. Thì tùy cái chuyến xe, tùy cái phương tiện mà mình chọn, mình muốn đi đến con đường nào là do cái nghiệp này nó dẫn mình đi. Bây giờ mình phải tích, không thể nào mà tích một sớm một ngày được. Nên mình nói là muốn một cái người bỏ một cái tật xấu, một cái tánh gì đó thì rất là khó. Cần một cái thời gian khá là lâu, cần thực hành, cần phương pháp. Mình có phương pháp, có phương tiện rồi thì mình dễ dàng. Còn bây giờ mình nói là mình kêu người ta nhẫn nhục đi mà người đó không biết cho đi, không biết trì giới là không nhẫn nhục được. Thế thì phước của mình do ngày tháng năm sinh, nghiệp và số mệnh là nó đồng với nhau. Đời này mình tạo thêm, đời trước mình vốn có hạt giống không tốt, đời này mình tạo thêm. Tạo nhiều cái hạt giống ác quá thì cuối đời thì mình đi về cái con đường ác. Mình có sở thích gì thì có những hội nhóm bạn bè trên Facebook bên ngoài như thế. Mình tạo nhiều nghiệp thiện thì mình sẽ có nhiều từ trường thiện tương ưng. Nhưng mà mình vẫn còn bị chi phối bởi âm dương, chi phối bởi nhân quả, không gì thoát khỏi nhân quả. Nhưng có gần có xa, ngày tháng năm sinh của mình không biết là cái nhân xa xôi. Mình chỉ thấy được nhân gần, nên đôi khi vận khí mình suy á, mình hay than trời trách người. Nên tất cả đều do nhân duyên nghiệp quả. Muốn thoát khỏi số mệnh khác đi với cái ngày sinh của mình thì con đường duy nhất là tu hành, tu sửa hành vi. Thì đây là những cái phương pháp thực tế đơn giản. Nghe là nghe giảng kinh, là nghe cả trăm bộ, ví dụ như Kim Cang Bát Nhã 253 tập, Kinh Thập Thiện, đây là những cái bộ kinh khuyến thiện nghe. Kinh Thập Thiện Pháp Sư Tịnh Không giảng giải là 80 tập, nghe một ngày một tiếng, nghe trong vòng gần 3 tháng thì nghe 10 lần cũng như gần 3 năm. Mình ngoài 40 mình còn có cơ hội, còn mấy bác mà 50-60 là không còn cơ hội đâu. Nên phải gán, tại vì tất cả những cái pháp môn này giúp cho tàn thức của mình lưu trữ những hạt giống. Nếu mà tốt, 10 năm sau mình có công phu, mình ngộ ra được thì mình có thể làm về gì? Về phương Tây Cực Lạc. Còn bây giờ mình mà 60 tuổi mà mình vẫn ngày dành nửa tiếng, không đủ thời gian, chỉ là kết một chút duyên nhẹ thôi. Nên đọc kinh, niệm Phật, ngồi thiền là bước đầu. Ngồi niệm Phật, thành tâm niệm Phật là về với Phật A-di-đà, nhưng mà với điều kiện là mình phải hiểu cái lý, hiểu lý, hiểu sự, tin có phương Tây Cực Lạc, tin hiểu được cái cõi này là cõi uế, cõi tạm, tất cả là có trong giảng giải trong kinh Pháp Hoa, kinh A-di-đà. Nếu mà mình không đọc kinh, không nghe giảng kinh, mình không hiểu thì cái niệm Phật của mình rất là khó để thành tựu, trừ khi mình là bậc thượng căn. Mình là bậc hạ căn, mình còn bị chi phối bởi âm dương nhân quả, mình còn bị chi phối bởi gia đình cho nó gọi tiền. Nên cố gắng một ngày dành nhiều thời gian hơn thì cái con đường mà thay đổi số mệnh của mình là nó thông qua những cái này. Thì đây chỉ là giải thích sơ về
cái cách vận hành tâm tư mà mình không hiểu cách vận hành tâm tư của mình luôn, mình cũng không hiểu ta là ai, vì sao giận, vì sao buồn, vì sao vui thì rất khó để mình được an vui tự tại. Thì mấy cái trước giờ là em cũng nghe nhiều trên YouTube rồi, cho nên là nay giảng lại thì sẽ hiểu hơn được nhiều thì sẽ thực hành tốt hơn, nói chung hiểu hơn được cái này nè. Tuy nhiên là có nghe nhưng mà bây giờ hôm nay nghe giảng thì sẽ hiểu rõ được cái chỗ cái thức thứ bảy, nó sẽ là cái lớn nhất là cần phải điều chỉnh, đó là cái chỗ này để mà sáng lên sẽ hiểu được cái chỗ.